Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi xin mời các bạn đồng hành cùng tôi đến với ngôi nhà 2 tầng tại phường Thụy Cầu, thành phố Bắc Ninh. Xây dựng chắc chắn, đầy đủ nội thất xịn sò, đáp ứng đủ tiêu chí cho những người khó tính nhất. Và bây giờ xin mời các bạn cùng tôi đi tham quan ngôi nhà này nhé. Đầu tiên chúng ta hãy quan sát, đây là trục đường Hoàng Quốc Việt, phường Thụy Cầu, thành phố Bắc Ninh. Ngôi nhà này nằm trong xóm Đình, trục đường xóm Đình này chỉ đủ 2 xe máy tránh nhau. Mời các bạn cùng tôi đi trên con đường vào nhà nhé. Ngôi nhà có vị trí là lô góc đường thông thoáng. Ngôi nhà có diện tích 84m², mặt tiền 6,41m, hướng đông nam. Bước vào ngôi nhà đầu tiên, chúng ta có thể thấy ngôi nhà có nội minh đường khá hợp lý, là chỗ để xe và những vật dụng che mưa che nắng như giày dép, ô dù và có chỗ rửa chân tay. Vào tham quan khám phá phòng khách của ngôi nhà, cảm quan khi bước vào phòng khách khá ấm cúng và hiện đại, rất gần gũi. Phòng khách có một bộ sofa, bàn uống nước, kệ tivi và tivi, kết hợp với các chi tiết như cửa sổ, cửa thoáng phòng, cầu thang rất hợp lý và hài hòa. Tiếp đến là bếp, bộ bàn ăn, và ở tầng 1 này có một phòng vệ sinh với diện tích 84m², thiết kế như vậy là rất hợp lý và hài hòa, cảm quan tạo ra sự ấm cúng trong gia đình. Căn nhà này có 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ master và 2 phòng còn lại là phòng ngủ nhỏ hơn dành cho thành viên còn lại trong gia đình. Và xin mời các bạn cùng tôi khám phá phòng ngủ master. Phòng ngủ này có diện tích khoảng 27m², với phòng ngủ rộng như thế này các bạn có thể bố trí cả thế giới vào đây. Tiếp theo xin mời các bạn cùng tôi lên tầng 2 để khám phá tiếp nào. Bước chân lên tầng 2, chúng ta có thể thấy được hành lang rộng rãi, có một máy giặt để ở đây, bên phải là một phòng ngủ, trước phòng ngủ này là một sảnh lấy sáng rất đẹp. Tiếp theo chúng ta cùng khám phá căn phòng ngủ còn lại của ngôi nhà. Phòng ngủ này khá rộng rãi đấy chứ. Khi các bạn mua ngôi nhà, chủ nhà sẽ để lại toàn bộ đồ cho các bạn đến ở. Đây là ngôi nhà giá khá rẻ, loanh quanh tầm giá 2 tỷ mà sở hữu ngôi nhà 2 tầng với diện tích 84m² thì tầm này kiếm được ngôi nhà như thế này ở thành phố Bắc Ninh là hơi hiếm đấy nhé các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng tôi khám phá tổng thể ở bên ngoài ngôi nhà. Ngôi nhà này là làn 2 của đường Hoàng Quốc Việt. Đây là vị trí ngôi nhà. Đây là trường trung học cơ sở Thụy Cầu cũ, đang có kế hoạch chuyển đổi ngôi trường này làm đỉnh của phường Thụy Cầu. Đây là Vinhomes Bắc Ninh. Ngôi nhà này cách ngã 6 thành phố Bắc Ninh khoảng 2,5 km. Ở trên núi đằng sau ngôi nhà là một resort tư nhân khá đẹp. Có thể nói đây là vùng đất khá vượng khí, sinh khí tràn đầy. Nếu các bạn muốn giàu có thì hãy chơi với anh giàu có ở ngay sau lưng bạn nếu bạn sở hữu ngôi nhà này. Hôm nay tôi review cho các bạn đến đây thôi nhé. Nếu quan tâm đến ngôi nhà này thì gọi tôi Minh Vũ qua số điện thoại 0968473666 nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.